Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Câu chuyện vùng cao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh về hiệu quả của truyền thanh cơ sở góp phần vào công tác giảm nghèo thông tin ở huyện vùng cao Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trước hết là một số thông tin vừa diễn ra trên địa bàn huyện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho người lao động nông thôn, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh bền vững trên địa bàn. Năm 2023, chị Hà Thị Ngơi cùng một số chị em tại bản bút xã Nam Xuân, huyện Con Hóa đăng ký tham gia lớp đào tạo nghề dệt thổ cầm truyền thống do Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức. Dệt thổ cầm là nghề truyền thống lâu đời của người dân bản bút, nhưng những năm gần đây, nghề này dần trở nên mai một. Nhờ được tham gia lớp đào tạo, các học viên bản bút không chỉ nắm bắt, thực hiện thuần thục những kỹ năng dệt thổ cẩm truyền thống mà còn tạo ra được những sản phẩm độc đáo đặc sắc trở thành hàng hóa phục vụ khách tham quan. Chị Hà Thị Ươm ở bản Tân Phúc, xã Phú Lệ, trước đây chị ở nhà làm nông nghiệp, thu nhập không cao. Giữa năm 2023, chị là một trong 35 học viên của xã tham gia lớp học Đà lát do Ủy ban dân huyện Quan Hóa tổ chức. Sau khi học xong, với kỹ năng thuần thục, chị nhận việc đan các sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho một doanh nghiệp địa phương với mức thu nhập 250 đến 300 000 đồng một tháng. Cùng với chị Ươm, 34 học viên đan lát còn lại của xã Phú Lệ đều tìm được việc làm phù hợp, mức thu nhập cao hơn so với làm nông nghiệp. Từ năm 2020 đến nay, huyện Quan Hóa đã tổ chức được hơn 60 lớp học đào tạo nghề cho gần 2.000 lao động nông thôn. Đặc biệt, chỉ trong năm 2023 đã có 52 lớp được tổ chức với gần 1.600 học viên. Các học viên sau khi tham gia lớp đào tạo trở thành nguồn nhân lực lành nghề phục vụ cho hoạt động phát triển kinh tế tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, với những bí quyết và hương vị đặc trưng, suốt hơn 50 năm qua, nhiều hộ gia đình ở huyện miền núi Quan Hóa đã gìn giữ và phát triển món bánh nhãn hồi xuân thành món ẩm thực truyền thống của địa phương. Giờ đây bánh nhãn đã trở thành món quà quê dân dã được nhiều khách hàng mua để thưởng thức và làm quà tặng. Để làm được những viên bánh nhãn thơm ngon vàng ruộm phải trải qua nhiều công đoạn từ việc lựa chọn nguyên liệu cho đến nhào bột, nặn và chiên bánh. Tuy là nghề truyền thống nhưng mỗi gia đình làm bánh đều có những cách làm khác nhau mang hương vị riêng. Nguyên liệu chính để làm nên bánh nhãn gồm có gạo nếp, trứng gà đường. Sau khi nhào bột xong, người ta thường ủ bột từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ rồi mới tiến hành nặn bánh. Những người thợ nặn bánh theo phương pháp thủ công tạo ra những viên bánh nhãn tròn xòe hấp dẫn. Đây cũng là một trong những công đoạn đòi hỏi sự công phu tỉ mẩn của người làm bánh. Bánh nhãn là một trong những món ẩm thực truyền thống được người dân huyện Con Hóa duy trì hơn 50 năm qua. Trước đây, chủ yếu người dân sản xuất manh muốn nhỏ lẻ, thị trường tiêu thụ còn bó hẹp trong khu vực nội tỉnh. Từ khi được công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh, bánh nhãn Hồi Xuân đã chú trọng hơn việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới mẫu mã, bao bì, tập trung quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tạo được uy tín và thương hiệu của mình. Hiện nay ở Quan Hóa có khoảng 70 hộ gia đình tham gia sản xuất bánh nhãn, tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương. Hiện nay tại huyện Quan Hóa cùng với các làng nghề truyền thống khác, nghề làm rượu cần cũng đang dần được khôi phục và trở thành một sản phẩm hàng hóa, đem lại nguồn thu cho người dân địa phương. Nghề làm rượu cần ở Quan Hóa đã có từ xa xưa. Rượu ở đây mang hương vị riêng, không lẫn với các loại rượu của nhiều địa phương khác. Tuy nhiên, rượu cần của người Thái Quan Hóa chủ yếu được bà con sử dụng trong sinh hoạt đời thường, chưa trở thành hàng hóa. Những năm gần đây, với sự vào cuộc tích cực của các ban ngành đoàn thể nhằm khôi phục lại các làng nghề truyền thống, nghề làm rượu cần cũng được bà con ở Quan Hóa đẩy mạnh phát triển đặc biệt khi các điểm du lịch cộng đồng ở bản bút xã nam xuân bản hang xã phú lệ được nhiều du khách gần xa biết đến thì rượu cần ngày càng được yêu thích nhiều người sau những chuyến du lịch khám phá trải nghiệm tại quan hóa đã lựa chọn rượu cần làm quà đem biếu người thân và bạn bè nhờ đó nghề làm rượu cần ngày một phát triển hơn giúp cho nhiều hộ gia đình ở quan hóa có thêm nguồn thu nhập ổn định cuộc sống thưa quý vị và các bạn đối với địa phương miền núi vùng sâu vùng xa vùng khó khăn hệ thống truyền thanh cơ sở đóng một vai trò quan trọng trong việc phổ biến các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước các chương trình dự án chính sách hỗ trợ đến với nhân dân từ đó giúp người dân có thêm kiến thức kinh nghiệm trong cuộc sống trong lao động sản xuất từng bước xóa đói giảm nghèo hiệu quả và bền vững ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại huyện miền núi quan hóa tỉnh thanh hóa đã thành thông lệ, cứ vào 6 giờ sáng và 17 giờ hàng ngày, tiếng loa truyền thanh của xã Phú Thanh lại xéo sắt vang lên khắp bản táng truyền tải kịp thời những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như các thông tin của huyện, của xã đến với nhân dân. Bản Páng, xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa có 84 hộ với 354 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Đời sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhất là việc thụ hưởng thông tin truyền thông. Sau khi hệ thống loa truyền thanh được trang bị tại bản, bà con ai cũng phấn khởi khi được nghe các chương trình thời sự, văn nghệ trên các kênh sóng của đài phát thanh địa phương và trung ương, đặc biệt là các chương trình hướng dẫn làm ăn, phát triển kinh tế, cách chăm sóc con cái chăm ngoan khỏe mạnh. Cái loa truyền thanh thì nó vẫn là cái rõ ràng hơn để bà con nhận biết được những cái công việc và kể cả những cái như các lãnh đạo ở cấp tỉnh mà về là tiếp xúc cử tri, bà con nhân dân cũng được đều biết hết. Nhưng ngày xưa là chỉ có những người là đại biểu hội đồng này và những cán bộ của xã thì biết thôi. Nhưng bây giờ tất cả bà con nhân dân đều biết hết. Như các cháu học sinh ấy là tuyệt vời luôn. Bởi vì cứ đến giờ mà phát một cái là buổi sáng là các cháu dậy bố mẹ cũng còn phải gọi nữa. Hệ thống truyền thanh cơ sở là loại hình thông tin chủ lực, kênh thông tin tuyên truyền có diện phủ sóng rộng nhất, đưa thông tin trực tiếp và nhanh nhất đến với đông đảo người dân. Những năm qua, hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Con Hóa đã phát huy tốt vai trò truyền tải kịp thời chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thông tin từ các cấp chính quyền địa phương đến với nhân dân. Qua đài truyền thanh cơ sở, người dân tiếp cận các thông tin chính thống về kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần quan trọng trong việc ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, đây được coi là loại hình thông tin chủ lực trong công tác giảm nghèo về thông tin cho người dân địa phương thực hiện công tác chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới cũng như giảm nghèo của tỉnh huyện con hóa đã đầu tư lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây ứng dụng công nghệ ai chuyển văn bản thành giọng nói cho một số xã chỉ cần một chiếc máy tính hoặc điện thoại thông minh kết nối internet là các cán bộ truyền thanh văn hóa xã có thể cài đặt lịch phát tự động cho đài truyền thanh xã dù ở bất cứ vị trí nào qua đó giúp các cán bộ tiết kiệm được thời gian công sức trong vận hành đài Ngoài những tiếp sóng của đài VOV1 thì tôi cũng có sự nghiên cứu và phát những cái thông tin mà tôi thấy là nó đặc biệt là quan trọng đối với xã. Ví dụ như là một số tin bài tôi đang phát hiện nay đó là về tệ nạn ma túy mại dâm và về một số tệ nạn do bia rượu mang lại. Và tôi có lịch trình phát cũng khá là đều đoạn trong tuần. Ngày nào cũng phát, lịch phát buổi sáng là lúc từ 6 giờ đến 6 giờ 15 và buổi chiều thì tôi có Tùy theo từng uh, tin tức sự kiện thì tôi thường thường là phát lúc uh, 5 giờ đến là uh, 6 giờ 45. Trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có tiểu dự án giảm nghèo về thông tin. Có thể nói việc đưa hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ AI vào đời sống là bước đột phá góp phần giảm nghèo thông tin tại các vùng sâu vùng xa, thúc đẩy địa phương phát triển kinh tế xã hội nhiều người dân nhờ thông tin từ đài truyền thanh mà biết đến các mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, từ đó họ học hỏi, tìm tòi và vươn lên thoát nghèo. Mấy năm nay thì có từ có cái chương trình truyền thanh truyền hình của huyện của tỉnh của huyện về đến xã nhà thì nói thật ra là bà con rất quan tâm và có cái tinh thần học hỏi rồi là có chuyển giao một số cái công nghệ thông tin này rồi nắm uh, giữ những cái um, bản sắc văn uh, hóa dân tộc uh, về cái um, truyền thống dân gian của bà con. Thì đối với công tác giảm nghèo thông tin thì uh, trước tiên là cũng thực hiện theo các chủ trương của Đảng và Nhà nước thì đối với xã cũng tổ chức các lớp tập huấn. Bên cạnh đấy thì uh, xã vẫn duy trì hệ thống cái uh, hệ thống loa truyền thanh phát thanh không dây của của xã vẫn duy trì và hoạt động tốt với xã cũng linh động là tổ chức bằng nhiều hình thức cụ thể có thể là các cái bản là thành lập nhóm zalo để tuyên truyền các chương trình giảm nghèo rồi các mạng xã hội bên cạnh đấy thì công chức văn hóa xã cũng thực hiện việc thu âm bằng cái điện thoại sau đấy là truyền cái bản tin đấy về cho các bản phát lại loa của bản và phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã bà con nhân dân cũng đã kịp thời nắm bắt được thông tin và để tổ chức thực hiện các cái chủ trương chính sách của đảng và nhà nước đặc biệt là cũng góp một phần để bà con nhân dân nâng cao nhận thức để tự giác để phân đấu thoát nghèo Hiện nay, trên địa bàn huyện Quan Hóa có hơn 90% đồng bào các dân tộc được tiếp cận thông tin về giảm nghèo bền vững thông qua các ấn phẩm xuất bản, sản phẩm truyền thông và đặc biệt là trên hệ thống truyền thanh cơ sở nhằm đẩy mạnh giảm nghèo thông tin, huyện Quan Hóa đã và đang tiếp tục hỗ trợ người dân, đặc biệt là người nghèo sử dụng dịch vụ internet, ứng dụng công nghệ thông tin, học hỏi các giải pháp giảm nghèo bền vững, giúp bà con thoát nghèo, thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các vùng thành thị với nông thôn, vùng sâu, vùng xa.